Rồi thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái chuỗi phản ứng. Đề bài như sau này: viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau. Các chất hữu cơ được viết dưới dạng công thức cấu tạo. Lưu ý với thầy là nếu mình viết cái dạng công thức phân tử thì chúng ta không rõ bản chất của chúng ta mất điểm, nhớ nha. Cái đoạn này đề không cho, nếu đề không yêu cầu chúng ta viết dạng công thức cấu tạo thì chúng ta vẫn viết. Được chưa? Rồi chúng ta đến cái phương trình đầu tiên. Ở đây thầy có đánh số số 1 này. Từ C3H8 chúng ta điều chế ra C3H7Cl. Phương trình 1. C3H8 chúng ta công thức là CH3, CH2, CH3. Ở đây chúng ta sẽ đi tác dụng với clo ánh sáng. Thế tỷ lệ mol thế là 1:1. Và lưu ý các bạn trong trường hợp này nhiều bạn ghi hai sản phẩm là sai. Nhớ là trong cái sơ đồ phản ứng thì chúng ta chỉ lấy sản phẩm chính thôi. Nhớ điều đó cho thầy là được nha. Trong chuỗi phản ứng hoặc trong sơ đồ phản ứng chúng ta chỉ lấy sản phẩm chính, nhớ điều đó nha. Như vậy đây nó sẽ tạo thành CH3 CH CH3 cộng cho HCl. Clo sẽ thế vào X hydro là sản phẩm chính, như vậy đây là clo. Được chưa nha? Rồi. Như vậy thằng này có tên là proban. Bên này là chúng ta đánh số 1 2 3. 2 clo proban. Hoặc là gì? Hoặc là đây chúng ta đọc tên khác đó là iso proben clorua. Đó. Là thành gốc chất CH3 CH CH3 ở carbon số 2 có nhánh CH3. Chúng ta đọc là iso nha. Chúng ta tiếp tục đến phương trình số 2. Phương trình thứ hai là từ C3H7Cl chúng ta cộng có chất nào để tạo thành C3H7OH? CH3 CH CH3 Cl. Thì đây chúng ta hiểu như thế này, bản chất đây là OH và H chúng ta tráo vị trí cho nhau. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ đi tác dụng với NaOH. Rồi, ở đây chúng ta tạo thành CH3 CH này, CH3 này, OH này. Như vậy clo kết hợp với natri. Đây chúng ta tạo thành NaCl. Được chưa nào? Phương trình số 3. Từ C3H6 chúng ta điều chế ra thằng này. C3H6 chúng ta là alken, chỉ có một đồng phân duy nhất thôi. Để thầy cho bạn thấy là thầy đưa cái hình ảnh xuống dưới. Hình ảnh này mình sẽ đi liên tục cho bạn. Rồi chúng ta đến cái phương trình số 3 này em. Phương trình số 3. Phương trình số 3 em nhìn thấy này, từ C3H6 chúng ta điều chế ra C3H7OH. Thì C3H6 chúng ta có 3C. Liên kết đôi điện bên trái với điện bên phải như nhau, thằng này chỉ có một công thức cấu tạo thôi, CH2 CH CH3. Chúng ta sẽ đi tác dụng với nước, được chưa? Dùng với nước. Phần này cần có đó là nhiệt độ và xúc tác. Rồi, nhiệt độ chúng ta thông thường là dùng xúc tác đây thường là dùng H4 đặc nha. Đây là phần cộng. Hôm qua thầy có dạy cho bạn có quy tắc là tách ít thì cộng nhiều. Đây em ơi. Đây là một alken bất đối xứng, khi đó nó sẽ tuân thủ quy tắc như thế nào? Tách ít thì cộng nhiều, được chưa? Tách ít hydro là sản phẩm chính, cộng nhiều hydro là sản phẩm chính. Như vậy H cộng bao nhiêu hydro là sản phẩm chính. Và OH chúng ta vào phần còn lại. Như vậy sản phẩm chúng ta bây giờ sẽ là CH3 CH CH3 OH cắn đây. Cái đó nó biến từ liên kết đôi thành liên kết đơn, cộng là no đấy. Rồi thằng này chúng ta gọi tên sản phẩm luôn. Chúng ta đánh số 1, 2, 3. Và chính cái ba carbon chúng ta đọc là proban. Nhóm OH chúng ta là nhóm trước nằm ở carbon số 2, 2 OL. Bạn có thể xem lại cái phần quy tắc gọi tên thay thế. Tuy nhiên thằng này chúng ta có thể ghi mục đích khác của nó như sau. Đây là CH3 CH CH3 OH. Thằng này mình đọc là isopropyl. Nhưng mà hợp chất có nhóm OH người ta gọi là ancol thì chúng ta đọc từ ancol đằng trước. Ancol này. Ba carbon chúng ta đọc là propylic. Nhưng đây nó dạng iso thì chúng ta đọc là isopropylic. Được chưa mà? Cái kính gì ở ví dụ số 3, cái phương trình số 3 này không ạ?
Coi kính gì phương trình số 3 này không? Nghe mời. Nhưng mà kiểu mấy cái phương trình trong ý là bán hữu cơ thầy, mấy cái phương trình nó hay có điều kiện đó, ví dụ mình không nhớ điều kiện nhưng mà có mấy cái xúc tác mình không nhớ nó xúc tác gì mình ghi chữ xúc tác được không thầy? Được được được. Ví dụ là xúc tác niken xong rồi mình không nhớ nó là niken thì mình ghi chữ xúc tác được không? Được 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 được. Được, tạm chấp nhận được, không sao cả. Ok chưa? Rồi chúng ta đến phương trình thứ tư. Ở đây do đây thầy thầy sẽ cho nó nhỏ lại xíu đó. Phương trình thứ tư em nhé. Nhìn. Phương trình thứ tư của chúng ta là từ C3H7OH, chúng ta điều chế ra C3H6. Chúng ta đến với phương trình số 4 em. Phương trình số 4 của chúng ta là từ C3H7OH, chúng ta điều chế ra C3H6. Chúng ta lưu ý là C3H7OH chúng ta là cái dạng này. Được chưa nào? Dạng này. Nó là propan hayon. Nếu mà bạn không ghi đúng á, ghi đúng công thức cấu tạo thì bạn sai hết trơn luôn. Được chưa nào? Chúng ta tiếp tục nào. Như vậy phương trình số 4 như sau em. Chúng ta đi từ thằng CH3 CH OH, tên thì thầy gọi một lần duy nhất thôi. Để chúng ta điều chế ra C3H6, được chưa? Thì phần này chúng ta dùng xúc tác ở đây là lớn hơn hoặc bằng 170 độ C với H24 đặt. Cái đó chúng ta tạo thành CH. Bản chất của chúng ta là OH sẽ tách cùng với hydro, hai hydro này bên như nhau. Cái đó nó cho một sản phẩm CH2 nối đôi CH. Thầy tách hydro bên này. Cái đó nó biến liên kết đơn thành liên kết đôi CH3 cộng cho H2O. Rồi, thằng này có tên là bromelain. Bromelain. Tên thường gọi hoặc là broben. Thằng này là tên thường em nha. Còn đây là tên gốc chức, tên là tên thay thế. Rồi. Chúng ta tiếp tục cái phương trình số 5 này em. Từ C3H4 ra C3H6. CH3H4 này chúng ta có thể là alkyne hoặc là anhydride. Được chưa? Chúng ta xét hai trường hợp. Bây giờ năm này. Bởi bản chất của chúng ta bạn biết là nếu mà nó là anhydride thì nó có hai đôi đúng không em? Bởi bản chất chúng ta về biến về C3H6 thì trong trường hợp này không được. Trong trường hợp này chúng ta chỉ có thể là alkyne thôi. C3H4 chúng ta có một đồng phân đây, CH nối 3, C, CH3. Bản chất của chúng ta là khi một cái thằng alkyne để biến về một alken thì mình sẽ dùng xúc tác đó là PD trên chì carbonát PbCO3 nhiệt độ. Nếu mà dùng niken nhiệt độ thì nó sẽ biến liên kết 3 liên kết đôi về liên kết đơn. Còn nếu mà dùng xúc tác là PD trên chì carbonát thì trong trường hợp này chúng ta chỉ biến liên kết 3 về liên kết đôi mà thôi. Như vậy đây. Bản chất là nó biến liên kết 3 thành liên kết đôi CH3. Một hydro cộng đây, một hydro cộng đây, CH2, CH. Được chưa em? Thằng này có tên như trên thầy không đọc nữa. Chúng ta đến cái phương trình số 6, từ C3H6 chúng ta tạo thành bromelain. Đây là phương phản ứng trùng hợp. Những cái thằng nào mà tạo thành poly thì đó là phương trùng hợp. Phương trình số 6 này. Mình có CH2 nối đôi CH CH3. Người mà tìm ra phản ứng trùng hợp này là người Việt Nam, tên ông đầy đủ là thầy Xuân Trương Phạm, tức là tên của tôi. Nhiệt độ xúc tác áp suất, nói vậy bạn dễ nhớ. Bản chất của phản ứng trùng hợp là nó bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn, như vậy đôi này thành đơn, nửa đơn qua bên này, đơn qua này, cái đó là CH2 CH. Được chưa? Khi nó bẻ liên kết đơn qua này thì cái CH3 nó chả liên quan, thì nó kéo xuống dưới đây CH3 tất cả n lần. Được chưa nhỉ? Các bạn nào có kiến gì chỗ này không? Thằng này có tên thường gọi là PB. Thằng này thường dùng làm cái hơi cái nhựa mà chúng ta đựng trà sữa để uống đấy, thì người ta dùng thằng này hoặc là những cái ly nhựa mà người ta đựng cà phê mang đi đấy. Thằng này là poly bromelain. Chúng ta nghe kỹ, thằng này là bromelain. Nghe kỹ nha. Trong hai tên của alken là bromelain và broben thì bromelain được sử dụng khá là nhiều. Bây giờ. Rồi, thằng này có thể cái tên khác đó là polybroben, được chưa? Thằng này là viết tắt của hai từ. Đây, nó dùng hai từ, từ poly với từ p. Được chưa?
nó viết tắt là nhựa PP. Thầy kiến gì chỗ này không ạ? À? Thầy giảng khá là kỹ cho bạn luôn đó. Rồi chúng ta đến cái phương trình số 7 em. Từ C3H6 ra C3H6OH tất cả hai. Đây là một trong những cái phản ứng mà chúng ta bị sai. Và chúng ta nghe kỹ. Bạn nào học trên trường rồi cho thầy biết là mình dùng cái chất nào à? Như biết không Như ơi? Rồi không bạn nào biết thì quên hết trơn thôi, nhắc luôn cho nhanh này. Ở đây chúng ta sẽ dùng chất oxy hóa là KMnO4. Chúng ta dùng dung dịch KMnO4, đây là dung dịch thuốc tím. Bản chất thằng này sẽ cung cấp oxy. Được chưa? Rồi, phần này là làm mất màu KMnO4. Anken chúng ta sẽ làm mất màu thuốc tím ngay ở nhiệt độ thường. Bản chất ở đây là oxy này kết hợp với nước để tạo thành H2O2, hay nói khác là 2OH. Một OH gắn vào đây, khi đó liên kết đôi chúng ta sẽ biến thành liên kết đơn. CH2, CH, CH3. Đây là OH, đây là OH. Chúng ta đi cộng cho MnO2. MnO2 là cho kết tủa màu đen. Cộng cho KOH. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi cân bằng phản ứng này. Để cân bằng phản ứng này thì chúng ta sẽ cân bằng như sau. Bạn nào biết cân bằng phản ứng oxy khử trong hóa hữu cơ nào? Còn nếu ở đây mình cảm thấy khó khăn quá thì ở đây nếu mình không muốn ghi như vậy thì mình bỏ thằng này đi. Bỏ này đi, bỏ này đi. Và khi đó chúng ta ghi trên này là KMnO4, hiểu không? Đó là cách ghi khác. Nhưng một số thầy cô lại bắt bẻ, do đó thầy phải ghi rõ cho bạn. Chúng ta sẽ xác định như sau. Trong hóa hữu cơ này thì nó sẽ chia như thế này này. Đây là cộng 1, đây là trừ 2. Tổng bằng 0 thì thằng này sẽ là cộng 7. Thằng này là trừ 2. Tổng bằng 0 thì thằng này là cộng 4. Tiếp tục em. Rồi ok tiếp này. Thằng này là chúng ta hiểu như thế này. Chúng ta xác định theo từng cụm. Tức là một phần trong hóa hữu cơ thì nó sẽ cụm này là bằng 0. C2 bằng 0 thì thằng này cộng 1, này trừ 2 này. Đây là cộng 1 này, đây trừ 1 này. Được chưa nào? Thằng này là cộng 1 này. Chúng ta nhớ là cả thằng này bằng 0 vì nó có OH nữa. OH là OH trừ, như vậy thằng này trừ 1 này. Để tổng bằng 0 thì thằng này là 0 này. Cả cộng này là bằng 0 này. OH đây là trừ 1 này. Thì chỉ bằng cách cân bằng nha. Đây cộng 1 này. Như vậy thằng này sẽ là bằng gì? Bằng 0. Được chưa? Khi đó chúng ta sẽ áp dụng cái biểu thức cân bằng. Chúng ta thấy như thế này. Trừ 2 lên 0 khoảng cách là 2. Trừ 1 lên 0 khoảng cách là 2. Như vậy khoảng cách đây là 3. Đúng không em? Các bạn có kiến gì chỗ này không ạ? Bên này cũng là 3 đúng không em? Như vậy đủ đúng không em? Rồi đủ thì chúng ta cân bằng tiếp này. Thì nói là chỗ này này. Chỗ này thì theo thầy thì em nên gom lại. Thầy chỉ em cái cân bằng ô xuất khử trong này nha. Ô xuất khử trong hóa hữu cơ hầu như rất là hiếm. Còn không thì chúng ta cân bằng thiết lùi phương trình này cũng được. Đây, chúng ta gom lại hai thằng này thì thằng này là C2H3, CH3. Gom lại thằng này lại. Thì thằng này chúng ta là 1, 2. Thằng này là C2H5 này, đúng không em? O2 CH3. Cái bên này bằng 0, bên này bằng 0 đừng tính, tính thằng này. Thằng này là cộng mấy? Thằng này là cộng 1, đúng không? Để tổng bằng 0 thì thằng này là 1 x 3 là 3, 3 chia 2 là trừ 3 phần 2. Kiểm tra lại, 3 phần 2 nhân 2 là trừ 3, đây cộng 3 đủ này. Cứ bằng 0 này. Oxy là trừ 2, thằng đi là cộng 1. Đây là cộng mấy em ơi? Đây là trừ 4, đây là cộng 5. Thì nó dư lại là cộng 1. Như vậy để tổng bằng 0 thì thằng này bao nhiêu? Bao nhiêu em nhỉ? Phải là dương âm 1 phần 2 không? Kiểm tra 1 phần 2 nhân 2 là 1 trừ 1 này. Trừ 1 với trừ 4 là trừ 5 này. Trừ 5 cộng 5 đúng bằng 0 này. Như vậy trong vựng này carbon thay đổi từ trừ 3 phần 2 lên 1 phần 2. Ở đây mình sẽ áp dụng cân bằng cho chất X và cho MnO2. Đây là Y đi. Mon X và Mon Y. Cái công thức cân bằng ô xuất khử là do thầy chế tạo ra. Nó có các giá trị như sau.
Chỉ số nguyên tử carbon thay đổi là 2. Chỉ số mangan thay đổi trong này là 1. Khoảng cách từ trừ 3 phần 2 xuống trừ 1 phần 2, khoảng cách là bao nhiêu em nhỉ? Phải là 2 không? Cho ta bấm máy tính đi. Trừ 3 phần 2, 3 phần 2 trừ đi 1 phần 2 đi, còn cái trừ bỏ đi, thì khoảng cách bây giờ nó phải bằng 1 không em? Dạ. Thì thằng này bằng 1. Và thằng này là từ 7 về 4, khoảng cách đây là 3, được không em ạ? À? 2, 3 chúng ta bắt chéo là 3, 2 và cân bằng bài toán một cách bình thường. 3, 2. Cái đó đây 3, thì đây sẽ là 3. Tiếp tục. Trong trường hợp này chúng ta có bên này là 2 mangan, thì đây là 2 mangan, 2 kali đủ. Chúng ta kiểm tra hydro để cân bằng nước nữa là xong. Tính này. Hydro trong này là 2 cộng 1 cộng 3 là 6. 6 nhân 3 là 18. Được chưa? Bên này đang đợi cái nó. Bên này nhiêu? 6, 6 cộng 2 là 8, 8 nhân 3 cộng cho 2 là bằng 26, đúng không ạ? Bên này bao nhiêu rồi? Bên này bao nhiêu rồi em ơi? 18 rồi đúng không? Chúng ta lấy 2 Yeah. 16, chúng ta trừ đi 18 rồi chia cho 2 thì thằng này còn lại là 4. Được chưa nào? Chúng ta có thể kiểm tra oxy. 2 nhân 4 là 8 này, cộng cho 4 là 8 đủ này. Đây nhiêu? 3 nhân 2 là 6. Chúng ta tính lại này, 2 nhân 4 là 8 này, 8 cộng cho 4 là 12 này. 2 nhân 3 là 6 này. Đây 4 là 10, 10 với 2 là đủ 12 này, được chưa nào? Đây là một cái phương trình cân bằng của số hữu và thầy chỉ bạn cách đời chúng ta sẽ gom lại cái những thằng nào giống nhau thì chúng ta để cho nó là bằng không, còn những thằng khác chúng ta sẽ gom nó lại, thế là xong nha. Rồi. Chúng ta đến phương trình số 7 và đến phương trình số 8. Thì nói lại các bạn như sau nha. Khi chúng ta làm tự luận thì cái câu này, cái phương trình số 7 này chúng ta có thể thay đổi như thế này này. CH2 nối đôi CH này, CH3 này. Chúng ta sẽ đi tác dụng với oxy và nước. Nếu em ghi như thế này thì em nhớ ghi xúc tác cho thầy là KMnO4 thế này nhé. Đây là CH2, CH, CH3, OH, OH được chưa nào? Rồi, bây giờ tên gọi của thằng này, chúng ta đánh số luôn gọi tên. Nhóm OH chúng ta là nhóm chức. Giờ đó chúng ta đánh từ nơi có nhóm chức 1, 2, 3. Và chính chúng ta 3 carbon, đọc là bro, bromine vì nó liên kết đơn. Chúng ta có nhóm OH chúng ta đọc là đuôi OL, mà hai nhóm OH chúng ta đọc là dion. Nhóm OH chúng ta nằm ở số 1 và số 2, chúng ta đọc là 1,2 dion. Được chưa nào? Đó. Chúng ta tiếp tục. Từ chúng ta đến phương trình số 8, từ C3H6Br chúng ta tạo ra thằng này. Chúng ta hiểu như thế này, hai OH gắn ở đây thì hai Br sẽ gắn hai vị trí bên này. Đúng không ạ? Bên này và bên này này. Như vậy phương trình số 8 chúng ta sẽ được viết như sau. 8 này. CH2 CH brom brom CH3. Thì bạn để ý cái phương trình số 8 thì nó giống cái phương trình số 3. Thấy không? Từ C3H6 ra C3H7OH thì chúng ta sẽ cộng cho NaOH hoặc là cộng nước đều được, hiểu không ạ? Trong trường hợp này chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ đi tác dụng với NaOH. Bản chất là brom và OH đổi chỗ cho nhau, được chưa nhỉ? Rồi khi đó có hai brom thì chúng ta sẽ có hai OH để đổi. Phương này không có điều kiện. Khi đó nó sẽ tạo thành CH3 CH2 OH OH đây là CH3 cộng 2 NaBr. Được chưa nào? Gọi tên trên là thầy không gọi lại nữa. Tiếp tục. Phương trình số 9. Phương trình số 9 các bạn học trên trường rồi, các bạn có biết không? Nên là thầy cô dạy lèo phèo rồi cho cái bài tập cao quá. Em có biết cái phương trình số 9 không Như ơi? Đây là phương trình số 9 là phương trình tái tạo lại C3H6. Ở đây chúng ta sẽ đi tác dụng với kẽm. Yeah. Như thầy cô dạy không được kỹ lắm, thầy giảng kỹ luôn. Cái đó là kẽm chúng ta sẽ kết hợp với hai brom, được chưa?
để tạo thành ZnBr2. Đây là phản ứng dùng để tái tạo loại alken nhé. Chúng ta đến phương trình số 10. Các bạn có hiểu thầy đang giảng gì không ạ? Phương trình số 10 em ơi. Từ C3H6 chúng ta điều chế ra thằng này 10 nè. C3H6 là CH2 nối đôi CH3. Chúng ta điều chế ra thằng này thì ở đây chúng ta sẽ cộng brom. Từ C3H6 ra C3H6Br2 thì thiếu brom, chúng ta cộng brom. Những hợp chất có liên kết đôi và liên kết ba người cơ ta là hợp chất không no hay khác là đói. Đói thì phải ăn, ăn heo, ăn cá, ăn bò. Như vậy khi đó nó sẽ tạo thành CH2, CH2, CH, CH3. Brom vào CH2. Brom vào CH. Thế là xong. Bây giờ nếu gọi tên, trong trường hợp này mình chưa gọi tên, mình gọi luôn. Cái hay nhất của hóa hữu cơ đó là tên. Dạ, tên và đồng phân là hai chìa khóa để mở. Còn em hiểu được hai thứ này thì nó rất là đơn giản. Rồi 1, 2, 3 này. Chúng ta lưu ý là brom chúng ta là phần thế. Đây là mịch 9,3C. Tên chúng ta là tên thế chính chức. Chúng ta sẽ đọc phần thế trước, phần chính và phần chức. Như vậy brom chúng ta nằm ở số 1 và 2. Chúng ta đọc là 1,2 đi brom, bởi vì nó lặp lại hai lần, nằm ở số 1 và số 2. Mà chính chúng ta là 3 carbon, chúng ta đọc là bro. Nó có liên kết đơn thì đọc là broban, được chưa nào? Thầy đến cái phương trình số 11. Thầy giảng về hiểu ông Nguyên ơi. Rồi tiếp tục này. Chúng ta đến phương trình số 11. Từ hexan tạo ra C3H6. Hex là 6C. Đây CH3, CH2, 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 CH2 và đây là CH3. Chúng ta biết là alkan chúng ta có một phản ứng, đó là phản ứng Kraken. Kraken là crack tức là bẻ. Kraken là chúng ta sẽ biến từ một alkan có số C lớn hơn để biến về một alkan và một alken có số carbon nhỏ hơn số carbon ban đầu. Và lưu ý là tổng số carbon của alkan tạo thành và alken đúng bằng cái alkan ban đầu. Như vậy trong trường hợp này, người mà tìm ra phản ứng này cũng là người Việt Nam, tên ông là thầy Xuân Trương Phạm, tức là thầy đây, nhiệt độ sóng tác áp suất, nó dạy cho bằng dễ nhớ. Ở đây nó tạo thành C3H6, đây C3H6 đây. C3H6 thì đôi bên trái đôi bên phải như nhau, hồi nãy mình để bên trái thì thống nhất bên trái luôn, được chưa nào? Phần còn lại của chúng ta là 3C, đây là CH3, CH2, CH3. Thông thường các bạn không hiểu được cái phương trình này. Thầy chỉ cho bạn cách hiểu như sau này. Như vậy Kraken thì ở đây nó sẽ bẻ cái liên kết nằm ở đây, được không ạ? Được chưa? Cái đó là gì? Cái đó là hydro bên này sẽ nhường cho bên này để biến thành CH3, CH2, CH3 là alkan. Còn thằng này mất hydro thì nó còn CH. Thằng này mất gạch thì nó sẽ thành liên kết đôi nằm đây. Bạn hiểu không ạ? Bạn có hiểu thầy đang nói gì không ạ? Rồi không hiểu thì đi tiếp. Thằng này tạo thành là có tên là broban. Đây là broban. Rồi tiếp tục, chúng ta đến phương trình số 12. Từ C3H8 chúng ta tạo thành C3H6. Phương trình 12 nó na ná giống như phương trình 11. Từ C3H6 đây, từ C3H8 chứ, CH3, CH2, CH3. Chúng ta điều chế ra C3H6 thì đây là phản ứng tách hydro. Giờ bạn không hiểu phản ứng tách hydro đâu. Nghe kìa. Bạn nào hiểu phản ứng tách hydro nào? Nhiệt độ sóng tác áp suất. Bạn nào hiểu phản ứng tách hydro? Quy học cái này hiểu không? Tách hydro là ý là ý là đưa từ anh kem về anh cán thật rồi. Đi từ là tách hydro từ từ chỗ có nhiều hydro về thành có ít hydro thành phần chính đúng không? Không hiểu. Không không. Rồi nói chung là thầy cô trên trường đa phần là khi dạy các bạn có những phản ứng liên quan phần hóa hữu cơ thì thầy có một cái cảm giác đó là thầy cô dạy các bạn theo kiểu đó là gì nhỉ?
Đó là dạy theo kiểu phương trình phân tử khá là nhiều, đặc biệt phương tắc Hero và vẫn Kraken, đúng không ạ? Đây thầy chỉ bạn này. Ở đây thì đến số 1, 2, 3. Mình tách hero tức là mình tạo ra hai hero. Thì bạn thấy là hero số 1 và hero C1 và C3 chúng ta đối xứng với C2. Như vậy chúng ta sẽ tách hai hero của hai carbon liền kề để nó hình thành đôi. Như vậy nếu tách được 1, 2 và 2, 3 là như nhau, như vậy thầy sẽ tách được 1, 2, bạn hiểu không? Khi đó nó sẽ tạo thành CH2 nối đôi CH3, bạn hiểu điều này không? Thầy giảng như thế này bằng rõ chưa nhỉ? Mình không thể tách được 1 và 3 vì khi đó nó sẽ không hình thành đôi được, em hiểu chưa nào? Chúng ta tách là tách hai rô của hai thằng kề bên, được chưa nào? Chú cha học trên trường mà thầy cô ta hỏi cái gì cũng không biết hết trơn người ta. Yeah. Tiếp tục em. Thầy sư học hóa bắt đầu từ lớp 11 nha, học bắt đầu học mơ hiểu được hóa là gì, còn trước đó chơi không không biết gì hết. Rồi chúng ta đến C3H6 ra C3H8. Chúng ta nhớ là công thức cấu tạo chúng ta sẽ đi xuyên suốt từ đầu đến cuối, từ một anken ra mở ra một ankan, hoặc là từ một ankin ra một ankan, thì chúng ta sẽ đi cộng hydro với xúc tác đó là người yêu nhiệt độ nha, người yêu to nhiệt anken nhiệt độ ha. Ở đây nó sẽ tạo thành CH3 CH2 CH3. Tên thằng này nhắc rồi không nhắc nữa. Chúng ta đến với phương trình 14. Phương trình 14 như sau. Từ C3H7Cl chúng ta tạo thành C3H6. Rồi. Nếu mà mình ghi như thế này là mình không đúng bản chất em nha. Chúng ta nhớ cho thầy là chúng ta hãy ghi cho thầy là công thức cấu tạo. Chúng ta nhìn lại C3H7 lúc đầu mình là nó cấu tạo như thế nào đây. Đây em ơi, nó clo nằm ở giữa nha. Tất cả các sơ đồ này chúng ta đều ghi sản phẩm chính, chúng ta không ghi sản phẩm phụ, hãy nhớ điều đó. Đây, CH3, CH, CH3, clo. Được chưa nè? Chúng ta để tạo ra C3H6 thì đây chúng ta sẽ tác dụng với NaOH. Bản chất như sau. Na kết hợp với natri để tạo thành Na với clo. Na kết hợp với clo để tạo thành NaCl. OH thế vào đây và đồng thời nó tách nước luôn để tạo thành bromen CH2 nối đôi CH3. Được chưa em nhỉ? Còn nếu mà từ C3H6 ra C3H7Cl thì khá là dễ. Đây, chúng ta có một phương trình cuối cùng nè. Đây, phương trình số 15, phương trình cuối cùng của chuỗi này. CH2 nối đôi CH3. Ở đây em sẽ tạo thành CH3 CH CH3 gắn clo vào. Thì bạn thấy như thế này. Bạn biết là những hợp chất mà có liên kết đôi, liên kết ba thì nó kém bền, được chưa? Kém bền. Còn liên kết đơn thì rất là bền vững. Do đó tính chất của liên kết đơn chúng ta rất là ít, còn tính chất của liên kết đôi và liên kết ba thì rất là nhiều. Trong trường hợp này thì bạn biết là những hợp chất này sẽ tham gia phản ứng cộng. Ở đây chúng ta thấy là nó thiếu hydro và thiếu clo, bù H vào, bù clo vào. Và lưu ý với thầy là nó sẽ tuân thủ theo sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Vì đây là anken bắt đối xứng, hay nói khác là không đối xứng. CH2 nối đôi CH là bắt đối xứng. Thì có hai sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Theo quy tắc là tách ít hydro là chính, cộng nhiều hydro là chính. Như vậy cộng nhiều hydro, hydro vào đây, clo vào đây thì là sản phẩm chính. Và ngược lại, clo vào đây, hydro vào đây là sản phẩm gì? Sản phẩm phụ. Trong chuỗi chúng ta chỉ quan tâm tới sản phẩm chính mà thôi. Đó là toàn bộ 15 phương trình phản ứng liên quan tới cái chuỗi này. Và trong cái chuỗi này thầy dạy các bạn khá là kỹ. Thầy dạy không những có tên mà có tất cả những luật khác chúng ta cần phải biết. Được chưa nào? Chúng ta ghi càng nhiều chuỗi phản ứng thì chúng ta sẽ càng tốt. Thế thôi.